Ừ. Hai đến ba lần đó. À, không có gì. Với gì nữa? Trần Văn Hưng. Hả? Con bố của mẹ. Cả bố của mẹ à? Hôm đấy cháu đi đường, cháu nhìn thấy một ô tô, không có người bên trong, cháu mở cửa ra. Rồi cháu thấy có ví tiền, có gần 300 triệu đồng. Cháu sử dụng tiền đấy đi mua điện thoại và mua xe, 50 triệu cháu đi ăn với đi chơi tài xỉu hết ạ. Thế thì xe đấy là đăng ký tên ai? Đăng ký tên phòng đấy á? Hả? Người ngợm thì chưa xây sát này là đánh nhau rồi đó. Cháu ngửa mặt lên không nào? Ừ.